Thưa quý vị, sau 2 tuần diễn biến răng co trước đó thì thị trường hàng hóa vừa đóng cửa tuần giảm điểm rất mạnh. Chỉ số MXV Index lao dốc đến 3,2%, chốt tuần ở mức 2.437 điểm, thấp nhất kể từ giữa tháng 1 cho đến nay. Phân tích chi tiết xin mời biên tập viên Hoàng Nam ạ. Vâng, thưa chị Kim Huệ, chị Thu Hương và quý vị khán giả. Sắc đỏ bao trùm trên toàn thị trường hàng hóa, trong đó năng lượng và kim loại là hai nhóm ghi nhận các mức giảm giá rất mạnh của nhiều mặt hàng quan trọng trước sức ép của các thông tin vĩ mô thế giới. Tất cả các mặt hàng kim loại đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Giá đồng kỳ hạn tháng 12 trên sở Comex dẫn đầu đà giảm với mức lao dốc là gần 5%, xuống còn 4.370 đô la Mỹ trong một tấn, mức thấp nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Kim loại quý là bạc và bạch kim cũng đều giảm sâu so với các cái mức lần lượt là 2,43 và 4,69%. À, trên thị trường năng lượng thì giá dầu VGTI giảm 7,1% xuống 78,74 đô la Mỹ một thùng và giá dầu Brent cũng giảm đến 5,57% xuống 85,03 đô la Mỹ trong một thùng. À, chỉ số đô la index ghi nhận mức tăng uh, phần trăm theo tuần lớn nhất kể từ tháng 3 của năm 2020, thiết lập đỉnh mới trong vòng hơn 2 thập kỷ và gây sức ép tới các mặt hàng năng lượng nói chung và giá dầu nói riêng. À, khi mà xét về nguồn cung dầu thì khả năng tăng sản lượng của Mỹ không còn nhiều Uh, thị trường theo đó sẽ tập trung theo dõi động thái và các phát biểu của các thành viên opec cộng